Chào tất cả các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta bài tập 65 sách giáo khoa, trang 29, toán 6 tập 1. Bài toán yêu cầu chúng ta bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong hai số sau. Ở đây cũng đã nêu rõ cho chúng ta phương pháp làm là bằng cách tính. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải tính từng lũy thừa này, rồi sau đó so sánh xem số nào lớn hơn. Vậy thế nào là lũy thừa? Các bạn dở lại cho cô sách giáo khoa, trang 26. Để ý phần đóng khung nhé. Lũy thừa bậc n của A là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng A. Đây là ký hiệu của lũy thừa bậc n của A bằng tích của n thừa số A nhân với nhau, trong đó n khác không. Vậy thì ở đây, quay lại bài toán này, chúng ta sẽ áp dụng định nghĩa để tính các lũy thừa. Với ý A nhỏ, cô sẽ tính 2 mũ 3. 2 mũ 3 thì theo định nghĩa sẽ bằng là tích của 3 thừa số 2, đúng không ạ? Thì sẽ là 2 nhân 2 nhân 2 và cho chúng ta kết quả bằng 8. 3 mũ 2 thì sẽ là tích của 2 thừa số 3, là 3 nhân 3 và kết quả bằng 9. Vậy từ đây các bạn có thể so sánh hai kết quả này, là vì 8 thì lại bé hơn 9, đúng không ạ? Vậy thì 2 mũ 3 nên này, 2 mũ 3 sẽ bé hơn 3 mũ 2, đúng không ạ? Tương tự với ý B, 2 mũ 4 sẽ bằng 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 và kết quả cho chúng ta là 16, đúng chưa? 4 mũ 2 thì cũng bằng 4 nhân 4 và sẽ bằng 16. Vậy chúng ta so sánh thấy hai kết quả này bằng nhau, đúng không ạ? Vậy chúng ta suy ra 2 mũ 4 sẽ bằng 4 mũ 2 vì cùng bằng 16, đúng chưa? Tương tự ý C, 2 mũ 5 thì sẽ bằng tích của 5 thừa số 2, là 2 này nhân 2 nhân 2 và nhân 2, chúng ta sẽ được là 32. Và 5 mũ 2 là tích của 2 thừa số 5, là 5 nhân 5 và các bạn được kết quả là 25. Rồi chúng ta thực hiện so sánh là vì 32 lớn hơn 25 nên lũy thừa nào sẽ lớn hơn ạ? Rồi lũy thừa 2 mũ 5 sẽ lớn hơn lũy thừa 5 mũ 2, đúng chưa ạ? Tương tự ý D là ý cuối cùng. 2 mũ 10 thì là 10 số 2 nhân với nhau. Và chúng ta được kết quả là, các bạn có thể tính ra nháp nhé, 2 mũ 10 thì ở đây cô sẽ viết kết quả là 1024. Và yêu cầu so sánh với 100. Đương nhiên là 1024 sẽ lớn hơn 100 rồi, đúng không ạ? Vì 1024 lớn hơn 100 nên 2 mũ 10 sẽ phải lớn hơn 100, đúng chưa ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 65. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tại bài tập sau.